Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh quay thử xổ số miền Nam thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024. Thứ năm ngày hôm nay gồm có 3 đài Tây Linh, An Giang, Bình Thuận, giải 8 Tây Linh 59, giải 8 An Giang 03, giải 8 Bình Thuận 40, còn có các giải 765, 4321 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.